Việc rà soát phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xác định lợi thế giá trị quyền sử dụng đất đối với đất thuê trả tiền hàng năm, đánh giá thương hiệu quyền sở hữu trí tuệ, giá trị văn hóa lịch sử được quy định tại Nghị định 32 để xác định giá khởi điểm khi thoái vốn, nhưng có nhiều cách nghĩ còn khác nhau. Vậy Bộ trưởng sẽ xử lý những vấn đề này như thế nào? Gắn cái việc sắp xếp nhà đất vào cái cổ phần hóa thì theo nghị định của chính phủ thì nếu như mà cái tài sản của doanh nghiệp nhà nước đấy và gắn liền với đất mà thuê đất hàng năm thì gọi không tính vào giá trị doanh nghiệp, nhưng nếu mà nộp tiền đất một lần thì được tính vào giá trị doanh nghiệp. Và thực ra đây cũng là một cái lỗ hổng mà cũng cần phải được kiến tạo để làm thế nào đảm bảo được thì sau khi hoạt động của sau khi chuyển sang cái cổ phần hóa thì đất đai không bị thất thoát. Đề nghị Bộ trưởng báo cáo giải trình tính hợp lý của việc gắn phương án xử lý sắp xếp nhà đất vào quy trình cổ phần hóa thoái vốn. Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân chính gây vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa thoái vốn hay không? Doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp cổ phần đều sử dụng đất là đất đai là của toàn dân do nhà nước đại diện. Vì vậy, cho nên ấy là khi mà doanh nghiệp nhà nước là đất thuê với mục đích sản xuất kinh doanh thì khi chuyển qua là doanh nghiệp cổ phần hay là doanh nghiệp tư nhân thì cũng thực hiện đúng cái mục đích đấy để sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu mà được phê duyệt trong cái phương án sử dụng đất. Nếu mà không có nhu cầu sử dụng thì trả lại cho nhà nước sẽ thanh toán cái tiền tài sản trên đất cho doanh nghiệp đấy và tổ chức đấu giá để thu về ngân sách. Và tôi biết là cái chủ trương mà sửa đổi nghị định 32 là có từ cách đây là 3-4 năm rồi. Thế bây giờ cái trách nhiệm và cái giải pháp của Bộ Tài chính ở đây thế nào? Thứ hai là đại biểu Nguyễn Thành Công hỏi cái ý là đưa cái quy trình sắp xếp nhà đất vào trong quy trình cổ phần hóa thì có hợp lý hay không? Cái nghị định 32 này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Ngành để trình với chính phủ sẽ sửa cái phần này. Tuy nhiên ấy, là chúng ta không cho doanh nghiệp mà có nguồn gốc của nhà nước sau khi cổ phần hóa không được cái gọi là chuyển mục đích sử dụng đất. Mà đất đấy nếu không sử dụng cho sản xuất kinh doanh nữa thì không có nhu cầu nữa thì trả cho nhà nước. Cái ý thứ hai ấy, là gắn cái việc sắp xếp nhà đất vào cái cổ phần hóa thì chúng tôi cho rằng cái này cũng là một cái hợp lý. Trước khi cổ phần hóa thì phải sắp xếp để xác định được cái tính hợp lý sử dụng cái cổ sau này.